Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng của Nga tới chiến trường của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là ông Sergei Shoigu đã thị sát các đơn vị quân đội của Nga tại Ukraine, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên từ khi chiến sự bùng phát. Tại sở chỉ huy của các đơn vị của Nga, thì Đại tướng Sergei Shoigu đã nghe báo cáo về tình hình hiện tại và hành động của lực lượng vũ trang Nga trong những khu vực tác chiến chính trị. Bộ Quốc phòng của Nga hôm nay đã cho biết trong một tuyên bố. Bộ Quốc phòng của Nga cũng không nêu rõ thời điểm diễn ra các chuyến đi của ông Shoigu. Và đây là lần đầu tiên Bộ trưởng của ông Shoigu đến Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng vào hồi cuối tháng 2. Theo video của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, thì ông Shoigu đã rời trực thăng quân sự tại một bãi đáp rộng và vắng vẻ, sau đó đã họp bàn cùng với các chỉ huy. Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể diễn ra của chuyến thăm này. Các nhà phân tích cũng đã xem video về chuyến thăm của Bộ trưởng Shoigu để xác định ai đang chỉ huy các lực lượng Nga ở Ukraine. Dường như là video đã xác nhận rằng Thượng tướng Gennady Zhetko là chỉ huy. Chuyên gia Rob Lee đã thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Pennsylvania của Hoa Kỳ đã đăng trên Twitter như vậy. Phát hiện thi thể 22 thanh niên trong hộp đêm ở Nam Phi. 22 người được tìm thấy đã chết tại hộp đêm ở thành phố East London, miền nam của Nam Phi, có thể do ngộ độc khí gas. Chúng tôi nhận được báo cáo về việc 22 người chết trong hộp đêm ở Sanary Park, East London. Chúng tôi đang điều tra các tình huống xung quanh sự việc. Theo ông Tim Benkosi-Kano, là phát ngôn viên cảnh sát của Nam Phi, hôm nay đã cho hay. Quán rượu đã xảy ra thảm kịch là Enopini, một tụ điểm nổi tiếng ở địa phương. Theo các nguồn tin thì 17 thi thể không có dấu hiệu bị thương rõ ràng, nằm ngổn ngang trên bàn và ghế. Một số thi thể dường như gục xuống sàn khi đang nhảy hoặc trò chuyện. Trang tin Nam Phi Disponline đã dẫn lời một phóng viên, nói rằng hiện trường rất khủng khiếp. Những suy đoán ban đầu cho rằng các nạn nhân có thể đã tiếp xúc với chất kịch độc như một vụ rò rỉ khí gas hoặc đã xảy ra giẫm đạp. Tuy nhiên, từ tình trạng và vị trí các thi thể, cảnh sát loại trừ khả năng xảy ra giẫm đạp. Người thân của các nạn nhân tập trung bên ngoài quán rượu nhưng không được phép vào bên trong. Truyền hình địa phương đã phát sóng cảnh quay cho thấy cảnh sát đang cố trấn an đám đông. Chúng tôi không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào ở giai đoạn này. Cuộc điều tra đang được tiếp tục. Theo ông Kiana đã lưu ý rằng, các nạn nhân trong độ tuổi là từ 18 cho đến 20 tuổi xảy ra trong trường hợp này. Anh Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản và Canada cấm nhập khẩu vàng của Nga. Anh Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Canada sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga như là một phần của các biện pháp nhằm trừng phạt Moscow. Theo chính phủ của Anh Quốc, thì lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong tuần tới và sẽ áp dụng đối với vàng mới được khai thác hoặc là tinh chế của Nga. Chính phủ của Anh Quốc cũng đã cho biết thêm là lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng đến vàng có xuất xứ từ Nga đã được xuất khẩu từ Nga trước đây. Mỗi năm thì sản lượng khai thác của Nga đã lên tới 340 tấn, tương đương với khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. CDC Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam thông tin về bệnh đậu mùa khỉ. Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Hoa Kỳ mới đây đã có buổi cung cấp thông tin liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ cho Việt Nam trong khuôn khổ thực hiện sứ mệnh mở rộng an ninh y tế toàn cầu. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, Giám đốc quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, bác sĩ Eric Zimban đã có các buổi cung cấp thông tin cho các cán bộ của Bộ Y tế Việt Nam và cộng đồng ngoại giao tại Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan ngoại giao này, việc làm của CDC Hoa Kỳ là nhằm bảo đảm Việt Nam có thông tin để đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ nếu cần. Tin cũng cho hay căn bệnh này hiện đã lan rộng ra hơn 37 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam chưa có ca bệnh nào. Phía Hoa Kỳ cũng cho biết, tại các buổi cung cấp thông tin, CDC Hoa Kỳ đã thảo luận về tình hình hiện tại và cách Việt Nam có thể chuẩn bị để phát hiện và đáp ứng với bất kỳ ca nhiễm bệnh nào. Và Việt Nam đã ra quyết định thu hồi kit xét nghiệm của Việt Á. Vào ngày 24 tháng 6, Bộ Y tế thu hồi số lưu hành trang thiết bị
với bộ kit xét nghiệm coronavirus của Việt Á đã được cấp phép từ hồi cuối năm 2020. Vào tháng 2 năm 2020, khi đợt coronavirus bùng phát, thì 17 thành viên tham gia đề tài cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-Time RT-PCR đã phát hiện chủng virus corona vào năm 2019. Trong đó có 14 người thuộc Học viện Quân y, 4 người của công ty Việt Á. Một tháng sau, thì bộ kit xét nghiệm coronavirus của công ty Việt Á đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tạm thời và cho đến tháng 12 năm 2020 thì lưu hành chính thức, với thời hạn là 5 năm. Kit test của Việt Á sau đó đã được cung cấp cho nhiều tỉnh thành. Nghi ngờ doanh nghiệp này có dấu hiệu nâng khống giá và đưa hối lộ. Vào tháng 12 năm 2021, thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Tổng giám đốc của Việt Á là Phan Quốc Việt, cùng với 5 cấp dưới đã bị bắt. Cho đến nay, thì Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố hơn 70 người, trong đó có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội là Chu Ngọc Anh, cùng với hàng loạt giám đốc của CDC, cán bộ Sở Y tế của các tỉnh. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng khởi tố một vụ án khác là bắt 2 sĩ quan thuộc Học viện Quân y. Kết quả điều tra cũng đã xác định, ngoài bắt tay với các cán bộ, các lãnh đạo của CDC để thông thầu, nâng khống giá, lãnh đạo của Việt Á còn chi ngoài hợp đồng gần 800 tỷ đồng cho nhiều các cá nhân và đơn vị. NASA lần đầu tiên phóng tên lửa từ Australia. Theo kế hoạch của Cơ quan Hàng không Vũ trụ của Hoa Kỳ NASA, vào ngày 26 tháng 6, NASA sẽ lần đầu tiên phóng tên lửa vũ trụ từ một bãi phóng tại Úc. Tiếp sau vụ phóng ngày hôm nay vào tháng 7 sắp tới, NASA sẽ tiếp tục phóng 2 tên lửa khác lên vũ trụ cũng từ bãi phóng này để tiến hành các nghiên cứu về vũ trụ. Theo kế hoạch, vào lúc 22 giờ 45 phút tối nay, từ trung tâm của bãi phóng sẽ tiến hành này sẽ đặt tại vùng lãnh thổ của Bắc Australia. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA sẽ phóng tên lửa lên vũ trụ. Tên lửa này dài 13 mét, mang theo thiết bị quan sát khí quyển để nghiên cứu các chòm sao Alpha A và B. Tên lửa dự kiến sẽ đi được khoảng là 300 cây số trong vòng 15 phút di chuyển trong không gian. Đây là lần đầu tiên NASA phóng tên lửa từ một địa điểm phóng thương mại bên ngoài nước Hoa Kỳ. Và đây cũng là tên lửa đầu tiên được phóng lên từ Úc trong 26 năm vừa qua, kể từ lần phóng World Camera Range Complex của Không quân Hoàng gia Úc vào năm 1995. Đây cũng là tên lửa đầu tiên trong số 3 tên lửa mà NASA dự định sẽ phóng lên vũ trụ từ Australia. Tên lửa được phóng ngày hôm nay mang theo nhiệt kế lượng tử TS để giúp các nhà khoa học đo các TS giữa các vì sao với độ chính xác cao, nhằm cung cấp các dữ liệu mới về cấu trúc và sự tiến hóa của vũ trụ. Hai tên lửa còn lại sẽ được phóng lên vũ trụ vào ngày 4 tháng 7 và 12 tháng 7 và mang đầu dò để đo ánh sáng cực tím vì cấu trúc của các vì sao. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Bảo Khanh và Hà Anh xin được kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.